Toyota Crown được biết đến là một trong những dòng xe đã tạo nên tên tuổi của hãng xe Nhật Bản xuyên suốt hành trình phát triển. Ở thế hệ mới nhất, Toyota đã cung cấp tới 4 phiên bản kiểu dáng khác nhau của dòng xe này, bao gồm Crown Crossover, Crown Estate, Crown Sport và Crown Sedan. Trong đó, phiên bản SUV Crown Sport đã thu hút được nhiều sự chú ý của những người tham gia triển lãm ô tô Nhật Bản 2023 diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái. Tới nay, những chiếc xe đầu tiên đã có mặt tại thị trường Thái Lan để phục vụ người tiêu dùng nước này. Toyota Crossport là một mẫu SUV mang phong cách thể thao sang trọng, được phát triển dựa trên nền tảng TNGA với một số tinh chỉnh mới. Xe được hoàn thiện với các chi tiết trang trí thể thao xung quanh xe nhằm mang lại trải nghiệm lái thú vị. Crossport sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.720 mm, rộng 1.880 mm cao 1565mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2770mm. Lưới tản nhiệt phía trước đặt thấp, được sơn đen cùng màu với thân xe. Cửa gió phần đầu xe dạng lưới, đèn pha led trang trí dạng mảnh, logo đặc trưng của dòng xe được đặt gần nắp capo, gương chiếu hậu sơn đen, mâm xe hợp kinh 21 in đèn hậu led. Tương tự ngoại thất, không gian phía bên trong của Crossport cũng mang phong cách thể thao với hai tông màu nội thất nâu đen cao cấp, ghế thể thao, cần số điện, vô lăng ba chấu cửa sổ trời toàn cảnh. Một số trang bị tiện nghi nổi bật có thể kế, đến màn hình giải trí 12.3 in kết nối Apple CarPlay Android Auto không dây, điều hòa độc lập 3 vùng, hệ thống chân điều chỉnh âm thanh. Những điểm nổi bật khác, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0 được nâng cấp, hệ thống đèn pha tự động, hệ thống Dynamic Radar Cruiser Control, nhận diện biển báo, cảnh báo va chạm trước tích hợp phát hiện người đi bộ, phanh khẩn cấp tự động. Cảnh báo lệch làn đường tích hợp tính năng đảo chiều vô lăng. Hệ thống giữ làn đường. Cảnh báo điểm mù. Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hiện các đại lý Toyota tại Thái Lan đã bắt đầu nhận đặt cọc trước cho mẫu xe này với mức giá từ 2 tỷ rưỡi. Hiện chưa rõ xe có được đưa về thị trường Việt Nam hay không, nếu có thì giá bán có xe có thể dao động ở mức 3 tỷ đồng.